Hôm nay em mới đến thì chắc là còn nhiều những cái kiểu là đội mới ấy, nên cũng nhiều cái sẽ bỡ ngỡ thì mong sẽ hỗ trợ và giúp đỡ. Chúng tôi rất là hạnh phúc có được sự có mặt tại đây. Em sẽ cố gắng. Hey.